Trước đây khi các bạn muốn kết nối một bộ micro không dây cho chiếc loa kéo của mình thì các bạn phải sử dụng đến bộ thu sóng cồng kềnh như thế này đây. Còn bây giờ đã có một bộ micro không dây nhưng bộ thu sóng lại nhỏ gọn hơn rất là nhiều, tiện lợi cho các bạn có thể đi đâu không cồng kềnh, đó chính là W59A đến từ thương hiệu DT Audio. Hãy cùng mình đánh giá và mở hộp em nói nhé. Subscribe VDA, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Trước mắt của các bạn đây là W59A, rất là nhỏ gọn phải không các bạn? Thì bên ngoài được trang bị là một hộp kim nhôm chắc chắn, có thiết kế là 3D, có tay cầm chắc chắn luôn, các bạn cầm rất là thoải mái khi các bạn đi đi show hoặc các bạn cầm các bạn đợi một thứ gì khác cũng được. Thì các bạn phải có những cái chân ở đây thì các bạn để không có chạy trước đồ vật, cũng như các bạn để nằm thì cũng có bốn chân cho các bạn để nằm. Ta mở xem bên trong gồm có phụ kiện thế nào thì mình sẽ thấy trước mắt là mình sẽ có một bộ một cặp một màn lưới, cặp chống lăn, cáp kết nối sạc cho pin của bộ thu sóng, pin cho micro. Hai micro này mình sẽ để qua một bên, mình sẽ đánh giá chi tiết micro sau cho các bạn. Và đặc biệt cuối cùng đó là bộ thu sóng nhỏ gọn và rất là tiện dụng của DT Audio W59A. Về phần mic thì được thiết kế bằng nhôm nguyên khối, thì mình nghĩ là cầm rất là chắc chắn. Sơn tĩnh điện thì chống bám mồ hôi tai cũng như là vân tai. Màn mic thì là bằng chất liệu kim loại nhôm luôn. Bên trong có một lớp xốp để bảo vệ cái củ mic chống bụi bẩn. Có một logo của thương hiệu DT, một cái mod W59A, màn hình LED cũng như là nút nguồn. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái khe để cắm hai pin. Pin này pin 2A, các bạn cắm vô thì mình bấm nút nguồn lên là sử dụng được. Tiếp theo đó thì mình có cái bộ thu sóng nhỏ gọn hơn rất là nhiều so với những bộ thu sóng của micro không dây khác trên thị trường, để chúng ta sử dụng cho việc đi du lịch hay gì đó là mình xài. Có một khe để cắm pin. Pin này là pin sạc nha các bạn. Các bạn cắm pin vào, pin đó là pin thế này. Mình cắm pin vào, mình sử dụng rồi mình sạc ngay cái khúc cổng ở đây đây, mình sạc bật lên. Bật lên nó sẽ sáng đèn, đúng là sử dụng được rồi. Và cái đây là cái jack 6 ly thì các bạn để các bạn dễ dàng cắm vô cái ngõ 6 ly của loa kéo hoặc là âm ly, và một cái cọng dây anten nhỏ gọn rất là tiện lợi. Micro DT W59A là một dạng micro tiện lợi nhỏ gọn, phù hợp cho các bạn có thể đi mọi nơi mà không phải lo lắng, với một thao tác đơn giản, đó chính là kim jack 6 ly của bộ kích sóng vào âm ly hoặc là loa kéo là các bạn có thể sử dụng được ngay. Có nút công tắc cho các bạn và bạn sẽ không cần phải lo lắng về nguồn vì nó đã tích hợp một cái pin sạc có dung lượng lớn và một anten nhỏ gọn cho các bạn có thể hoạt động trong phạm vi là 35m². Không có tình trạng như là thiếu hụt sóng hoặc là mất âm. Còn âm của micro W59A cho các bạn âm thanh rất là nhẹ nhàng và ấm áp, âm thanh thì nó sẽ thật hơn là khi các bạn sử dụng micro theo bộ của micro của loa kéo di động. Và điều cuối cùng đó chính là micro W59A sẽ cho ta thêm đó chính là vòng chống lăn và bảo vệ màn lưới. Khi các bạn lắp vào thì nó sẽ bảo vệ cho các bạn chống lăn, trong trường hợp các bạn làm rớt xuống sẽ bảo vệ cho các bạn cái màn lưới, cái củ mic của chúng ta bên trong đây, tạo cho thiết bị của chúng ta sẽ bền hơn. Vì sao con tim anh nay vẫn yêu em, dẫu biết mãi anh phải quên. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Với sự tiện lợi nhỏ gọn và dễ sử dụng, di chuyển được mọi nơi, được chức âm thì lại hay hơn rất là nhiều so với những micro khác.
tích hợp sẵn cho loa kéo, nhưng DTW59A chỉ có mức giá là 1.990.000 đồng, được phân phối tại Vida Shop. Các bạn có thể đến với những chi nhánh của Vida hoặc là gọi số hotline để biết thêm thông tin của sản phẩm. Và có đến đây rồi thì nhớ bấm subscribe kênh Vida nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày sau. Bye bye.